ngày 2 tháng 10, ông Nguyễn Chân Ủy, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hồng Đức, thành phố Buôn Ma thuộc, tỉnh Đắk Lắc, cho biết đang xử lý vụ việc một nữ sinh lớp 10 của trường bị đánh chấn thương đầu. Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, giữa em T và em L xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Lúc này, em L đã gọi thêm một nữ sinh ở lớp khác đến và cả hai bên đã xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, em L đã dùng quốc tấn công vào đầu em T, khiến nữ sinh này bị thương tóe máu đến khi các bạn cùng lớp can ngăn em l sự việc mới dừng lại theo hiệu trưởng trường trung học phổ thông hồng đức lúc xảy ra vụ việc là giờ ra chơi các giáo viên không có mặt tại lớp nên không kịp chấn chỉnh khi phát hiện sự việc các giáo viên đã đưa em t đến phòng y tế của trường để cầm máu sơ cứu vết thương đồng thời gọi điện cho phụ huynh nữ sinh bị thương đưa đến bệnh viện điều trị hiện chúng tôi đã cho các em liên quan viết tường trình đồng thời mời hai bên gia đình đến làm việc để cùng nhau xử lý